Một làn da khỏe đẹp, mịn màng là mong muốn của bất cứ chị em phụ nữ ở bất cứ độ tuổi nào. Để có được một làn da khỏe mạnh, các nàng cần biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng làn da của mình đúng cách. Thực hiện 7 bước sau đây trước khi đi ngủ, chị em sẽ có thể yên tâm về làn da khỏe mạnh của mình. Khoảng thời gian ban đêm là thời gian lý tưởng nhất để các nàng có thể chăm sóc cho làn da của mình, bởi không có bất kỳ nắng nóng, khói bụi hay lớp mỹ phẩm nào tích tụ trên da, tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi cũng khiến da hấp thụ các dưỡng chất một cách tốt hơn. Bởi vậy, các nàng hãy nhớ thực hiện 7 bước sau đây để có được làn da khỏe nhé. Bước 1, dầu tẩy làm sạch mặt. Ban ngày, lớp da của chúng ta cũng dễ dính phải bụi bẩn hoặc lớp mỹ phẩm tích tụ trên da. Sau một ngày dài, nếu bạn chỉ rửa mặt với nước, các lỗ chân lông của bạn sẽ không được làm sạch hoàn toàn. Hãy sử dụng dầu tẩy trang kết hợp với massage nhẹ nhàng để đảm bảo lỗ chân lông của bạn đã được khô thoáng, dễ dàng hơn cho việc xâm nhập dưỡng chất và làm sạch sâu. Bước 2, sữa rửa mặt làm sạch mặt sâu hơn. Sau khi làm sạch mặt với dầu tẩy trang, bạn nên rửa lại mặt một lần nữa với sữa rửa mặt. Bởi sữa rửa mặt có nhiều công dụng trong việc làm sạch sâu, loại bỏ những bụi bẩn mà dầu tẩy trang không thể giảm đến, cân bằng độ ẩm và cung cấp thêm một vài dưỡng chất khác cho da. Khi rửa mặt, bạn nhớ massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn từ hai bên má, trên trán và cằm để phát huy tối đa công dụng của sữa rửa mặt nhé. Bước 3, bông cốt tông lau sạch mặt. Trong 7 bước cần thực hiện trước khi ngủ để có làn da đẹp thì đây là bước đơn giản nhất nhưng lại vô cùng cần thiết cho cả quá trình chăm sóc da. Các nàng lưu ý chỉ nên thấm nhẹ, tránh chà sát bông khăn cốt tông lên da mặt nhé. Bước 4, đắp mặt nạ dưỡng da. Mặt nạ là bước cần thiết, nó cung cấp những công dụng phù hợp cho những loại da khác nhau. Tùy theo từng loại da mà các nàng có thể lựa chọn mặt nạ phù hợp để ngăn ngừa mụn, cấp ẩm hoặc kiềm dầu cho da. Thời gian phù hợp để đắp mặt nạ là khoảng 15 đến 20 phút, sau đó các nàng nhớ rửa mặt lại với nước sạch nhé. Bước 5, toner cân bằng độ ẩm da. Toner giải quyết được vấn đề da bị kích ứng hay hư tổn dưới sự tác động của môi trường bên ngoài, bởi nó có thể cân bằng dưỡng chất và độ pH cho da. Trong 7 bước cần thực hiện trước khi đi ngủ để có làn da đẹp, đây là bước quan trọng để da có thêm khả năng tự bảo vệ mình. Bước 6, serum dưỡng da sâu hơn. Dùng serum kết hợp massage nhẹ nhàng, các nàng sẽ thấy kinh ngạc trước công dụng tuyệt vời của nó trong việc cải thiện làn da, tăng khả năng đàn hồi và thu nhỏ lỗ chân lông. Tuy nhiên, nhớ lựa chọn loại serum phù hợp với làn da của mình nhé. Bước 7, kem mắt loại bỏ quầng thâm. Đây là bước cuối cùng trong 7 bước cần thực hiện trước khi đi ngủ để có làn da đẹp. Tất cả vấn đề về quầng thâm và bọng mắt đều có thể được kem mắt giải quyết chỉ với một vài chấm kem quanh vùng mắt và mask ghế nhẹ nhàng. Với 7 bước cần thực hiện trước khi đi ngủ để có làn da khỏe, hy vọng các nàng sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong quá trình chăm sóc da và tận hưởng kết quả mỹ mãn.